Giỏi. Con đi đường con có mệt không? Mệt đâu. Con có sữa uống chưa? Chung chi rồi, nếu mà không đóng tiền phòng trọ tiền điện rồi đuổi cho ra ngoài, đi về hết đi, đi về quê hết đi, tại công ty không cho làm nữa thì xe hết xăng dẫn bộ rất bộ. Trời mưa vô nhà người ta ngoài chiếc hương ngủ nằm mưa. Trời mưa trời gió rồi lạnh rồi, nhưng mà ra ngoài đường người ta cho rất nhiều đồ ăn thì cũng no, nhưng mà mất ngủ thôi, mệt mỏi như cái địt này cần nò rồi bị sưng hung nong cực khổ lắm, thì bị như vậy á phải chịu một thời gian mà... À, nó cấp đầu xe nó ép xe vô lề luôn, té hai anh em ông nó cũng bị nữa. Hai người bị hết, con bé cũng bị trời lên đây là không sao. Em ở trong Bà Rịa 3 tháng luôn rồi, không có việc làm, thất nghiệp ở nhà. Nên bây giờ cứ chờ xin giấy nhưng mà lâu quá và đang trụ không được nữa, bây giờ lại đang về. Về thì dọc đường thì cũng có bà con dọc đường đó, hỗ trợ là cho nước, bánh với lại cho xăng. Có người là hỗ trợ tiền xăng để các em đỡ lên. Thế này đi hai bước quanh là đi vào đây đi nhặt ve chai, mua ve chai đấy. Nhưng mà qua trong quá trình là dịch thì 3-4 tháng đấy chị cũng không làm, hai bố con không làm, vừa chỗ ăn á, cái nhà chỗ ăn thì bà toan bà cũng cho mà ít,